Thưa quý vị, chợ được xem là nơi có nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19. Từ ngày 1 tháng 9, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 đối với 100% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh và 20% khách hàng vãng lai tại các chợ ở thời điểm lấy mẫu. CDC Huế cho biết, qua thực hiện tầm soát tại chợ cả Bảy Dâu, thành phố Huế, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo COVID-19 khẳng định việc tầm soát các chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn là công việc thường xuyên để sớm phát hiện các nguy cơ dịch bệnh. Các tiểu thương kinh doanh tại chợ là những người có tiếp xúc với nhiều khách hàng hoặc lái xe đường dài để giao nhận hàng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tất cả tiểu thương được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhằm để kịp thời phát hiện các bệnh COVID-19 trong cộng đồng và kiểm soát tốt, tránh lây lan. Dự kiến việc xét nghiệm sẽ hoàn tất trước ngày 2 tháng 9.